해보 나이스 데이다. Lý do một nụ cười của người nghiện lại tươi hơn người bình thường đó chính là người nghiện là những người rất là tình cảm. Những anh em nghiện với nhau sống rất tình cảm và rất là vô tư. Bác sĩ thật vậy, bọn chúng. Cậu đang bắt đầu không? Cậu không chỗ nào phong xin à? À, khá là cô. Chạy xa ra. Đón, xí bà, chôn nam anh. Anh nhá. Mỗi lúc tôi yêu nghĩa hết trong lòng anh. Nói thật là cô. Nói thật là cô. Nói thật là cô. Whatever you are, I'm all alone, and it's you that I'm on.
đến thiên đàng. Mama luôn muốn con sống an toàn mà con luôn phải đàng hoàng. Con biết châu á da vàng, con không thể đâu hàng. Tặng riêng cho em một cái say đắm, thời tới lối đi em mai, B-A-D-B-O.